À, thế và với phần gian tấu hay phần dạo giữa thì sao? Tôi nghĩ rằng là dạo giữa hay dạo đầu thì nó khác nhau ở cái mức độ phát triển âm nhạc thôi. Đấy. Ví dụ dạo đầu là mở ra đấy, hoặc là gợi mở, cũng như là cái phần mở đầu của một cuốn sách đúng không ạ, để chúng ta hiểu được cuốn sách đó, người ta dẫn dụ là cuốn sách đó rồi sẽ đi đến đâu hay vân vân, thì chúng ta mở cái phần dạo đầu cũng vậy, cái phần intro để cho người ta dẫn dụ người ta vào cái tác phẩm. Thế sau đó thì cái phần gian tấu tôi nghĩ rằng là đấy là cái phần phát triển, mà những gì giai điệu hay lời ca của bài có khi không nói hết được. Tôi nghĩ rằng là như vậy, với cái sự nói lên bằng giai điệu, nói lên bằng ca từ, nó chưa thể diễn tả hết được, thì lúc đó cái âm nhạc ở phần gian tấu có thể nói là một sự nói hộ, một sự chia sẻ, một cái sự mà đẩy lên, một cái sự đẩy lên và một cái sự thoát ra rộng nhất trong cái cảm xúc âm nhạc của cái bài đó. Đấy. Nếu là một nỗi buồn thì nỗi buồn ở cái lúc mà chúng ta nghe cái gian tấu đấy sẽ là một nỗi buồn mà nó không nói lên bằng lời được, mà bằng âm nhạc người ta nói cho chúng ta. Đấy. Thì những cái đó tôi nghĩ rằng là cần một cái sức phát triển rất là mạnh. Đấy. Và cần một cái kỹ năng âm nhạc lớn hơn. Đấy. Thì nó mới có thể làm được tốt cái vấn đề đó. Tất nhiên tôi sẽ ví dụ một chút thôi, chẳng hạn như là tôi huyện Hà Nội vắng những cơn mưa chẳng hạn, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ có được cái chẳng hạn như là phần dạo đầu là như thế này, sau đó đến phần gian tấu chúng ta sẽ nghe vào. Sau đó đến phần hát đúng không ạ? Đấy, thì tôi đánh tạm bằng giai điệu. Ví dụ như vậy thì đến đấy là tạo gọi là tôi đánh phần đầu này, dạo đầu này, khúc phần dẫn phần đầu và cái gian tấu để chúng ta lại trở lại Hà Nội mùa này có những cơn mưa. Ví dụ như vậy thì là các bạn thấy rằng là ấy, với phần gian tấu nó phải được như là được rút ra, đó là sự nở mạnh, đó là sự phát triển từ trong cái gốc của bài, gốc của bài. Muốn để có một cái phần phát triển đó tốt thì các bạn phải có một cái dung lượng về tính sáng tạo, về cái cảm nhận với tác phẩm, và chúng ta phải thực hành nhiều lần, tôi nghĩ vậy, và chúng ta sẽ phải làm nó từng từng chút một thôi.
từng chút một. Đấy. Thì đến một ngưỡng nào đó các bạn sẽ có được cái kỹ năng đó. Vâng. Sẽ xây dựng dần dần và phải kiên trì. Tôi nghĩ rằng với cá nhân tôi thì năm nay cũng đến phút này thì tôi cũng 45 tuổi, thì tôi nghĩ rằng là tôi đã có một quá trình khá dài với cái kỹ năng này, với cái công việc này, thế nên rằng là nó có thể là không quá khó đối với tôi, nhưng mà với các bạn khi bắt đầu chúng ta học đến phần này, các bạn hãy lưu ý làm thật từ từ thôi. Thậm chí là chúng ta có thể chẳng hạn như với bài vừa xong chúng ta không phải là chạy được ngay như thế, nhưng mà chúng ta có thể là bây giờ chúng ta viết một câu như thế thôi đã. Đấy, thì xong là chúng ta thấy chưa hay thì chúng ta lại nghĩ xem là hay là như thế, thì chúng ta lồng vào và dần dần từng nét một, xong chúng ta lại nối như thế. Đấy, thì tức là chúng ta hãy từng nét một và chúng ta cứ nối nhau và chúng ta sửa, thì nó cũng sau dần dần nó định hình thành một kỹ năng cho mình. Một cái này nữa là cũng có nhiều bạn hỏi tôi cũng chia sẻ trong cái clip này, đó là khi mà chúng ta nghe ở trên băng đĩa rồi là nghe từ các cái tác phẩm khác ở những loại nhạc cụ khác xong rồi chuyển sang piano thì sao? Tôi nói ví dụ như là phần dạo đầu của một cái tác phẩm A nào đó thì người ta dạo bằng dàn dây, hoặc dạo bằng một cái đàn violon, hoặc dạo bằng một cái kèn, một loại sáo nào đó, thì đặc điểm về tính năng nhạc cụ, tính chất nhạc cụ của mỗi một cái nhạc cụ đó nó hoàn toàn khác với piano, hoàn toàn khác. Chúng ta có thể hơi hơi giống, hơi hơi dựa, hoặc là có cái chỗ nào mà nó có thể tạm gọi là lấy sang được một chút thì nó vẫn có, chứ không phải là không. Nhưng mà có những cái đặc thù về nhạc cụ mà piano không thể làm được, hoặc là không thể bắt chước được, hoặc là khi đánh trên piano nó không hay, thì các bạn nếu nhắc sang thì hoàn toàn là tôi nghĩ rằng là không âm nhạc, vâng, không nghệ thuật. Đấy, mà lúc đó các bạn phải nghiên cứu đến vấn đề là vậy với cái bài hát đó, với cái phần dạo đó ở trên băng đĩa chúng ta nghe là của nhạc cụ khác, vậy bây giờ chúng ta chơi trên piano phải chơi bằng một cách khác, phải chơi bằng một cái phương diện khác, và nghĩ ra một cái câu khác cho khai thác được cái tính năng của cái đàn piano. Đấy, phải ra được tính năng cái đàn piano. Đấy, thì chúng ta mới thực sự là hiệu quả. Vậy cơ bản tính năng cái đàn piano là gì ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên là thứ nhất là nó có thể chơi được nhiều nốt một lúc. Nhiều nốt một lúc. Thứ hai là nó có thể chơi được hợp âm. Đấy, chơi được hợp âm. Đấy, tức là chơi được kép các quãng nhiều. Đấy. Nhưng mà yếu điểm của nó là gì? Yếu điểm của nó là không thể sửa được cái cao độ theo kiểu chuyển hay là luyến láy theo kiểu trượt nốt như là trên đàn bầu hay là trên một số các cái nhạc cụ là nó có, hoặc violon nó có kéo, nó không phải là đô đô thăng sang dê nữa, nó miết sang. Đấy. Nó là có thể là n nốt ở trong cái khoảng từ đô sang dê này. Đấy. Hay là ở guitar chẳng hạn thì người ta có thể có cái đàn organ nó cũng có big band. Đấy. Nhưng mà guitar chẳng hạn, người ta có thể dùng ngón tay, người ta đẩy dây lên để chuyển từ nốt đô đến rê, ở rê đến mi một cung, thậm chí cung rưỡi, đấy, thậm chí là cao hơn nữa, thì ở các cái chuyển đó, hoặc là người ta đẩy lên cao rồi người ta tụt xuống, vân vân. Thì các cái tính năng đó của những cây đàn đó thì chúng ta không thể thực hiện trên đàn piano được. Đó, nên rằng là với piano chúng ta lại khai thác theo góc độ khác thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Vâng, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về dạo đầu, về gian tấu, về một số cái chúng ta chuyển từ những cái nhạc cụ mà khác sang piano thì nên có một cái dung lượng hợp lý và nên lựa chọn. Thì tôi nghĩ rằng là một cái bài chia sẻ không dài lắm nhưng cũng hy vọng sẽ có một chút bổ ích với các bạn đang tìm hiểu về vấn đề này. Chúc các bạn thành công và thành công hơn nữa với âm nhạc. Cảm ơn rất nhiều.